Nay mùng 4 Tết, Ngọc Dê ghé nhà anh bạn mọi người, anh bạn mời dùng bữa. Đây là mình ăn, ăn chay cho mọi người. Gà quay ha, vịt quay vậy. Ok, dạ. Cơm khô không thể thiếu ngày Tết. Có đuôi là ớt nè. Để con ăn đi. Rồi thôi đi. Cơm khô, kèo, có đuôi không? Rồi gặp mặt luôn. Cái con gặp mặt anh này bạn mình, anh Linh. Đây là cái nhậu nha. Đây là cái cửa hàng của anh mọi người. Hai con này ở Mỹ Mỹ Tho, cứ lên đây ủng hộ cửa hàng của anh mình nha. Anh bán đồ điện nè, bán quạt rồi đủ hết nè. Đó. Ở Mỹ Tho ai có mua sắm mấy đồ điện lên ủng hộ anh mình ha. Đi chất hiểu bạn một thành viên. Đây là sư phụ dạy nhạc mà chưa hề dạy bữa nào nè bạn mọi người. Anh hứa không mọi người, anh này anh hứa mà anh không có dạy. Bên đây là khu công nghiệp Bình Đức mọi người ha. Dưới đây khu dưới đây là Mỹ Tho, chạy về hướng về Bình Đức nha mọi người. Đây nè cửa hàng ảnh nè, nó ảnh bán quạt mọi người, bán quạt đó trời luôn, nó bán đồ điện mọi người ha. Vậy là chị hai trong nói ông năm nay là ba đã yếu được không bé đây nhà lên đây à. Rồi thôi cho mọi người tất cả gia đình vô là sức khỏe ha, các bạn đem luôn đại gia đình rồi. Anh đâu biết uống, không uống được khác đâu. Rồi, mai khách. Anh cũng tỉnh nó, ôm nó. Nó không uống trời ơi, cũng ghê quá. Nhưng mà trước cầu, nhưng mà đều có cái là nói. Rồi thôi, mọi người dùng với mình nha. Ghê, nhanh gì đâu.